Ôi người đàn ông đó đó là cha. Ông hiểu cảm giác đó không? Tôi hiểu mà. Chính vì tôi hiểu cho nên tôi mới trở về đây. Tôi cầu xin con và mẹ con hãy tha thứ cho tôi một lần, cho tôi được che chở, bảo bọc cho mẹ con một lần nữa thôi. Nhanh như đẻ vậy đó. Tình cảm của con không có tiền nào mua nổi đâu má. Con sẽ không để yên chuyện này đâu. Mày coi chừng á, nó kêu xe ủ lô nó ủi mày đó. Đàn bà con gái gì mà không biết tự ái tự trọng là gì hết. Tao mới thấy mày là cái đứa coi không được á, không chấp nhận được á. Được đằng chân lên đằng đầu à. Má coi con sao cũng được hết, nhưng con phải sống cuộc đời của con, sống cái tình cảm của con nữa. Con không có sống tẻ nhạt như má được. Má ở đây đi, con qua nói với ông giám đốc một tiếng, biết đâu sau này còn nhờ giả ổng. Qua nói với ông tiếng rồi con với má ra thẳng bánh xe luôn. Con cũng muốn về quê ít bữa để khuây khỏa rồi suy tính tiếp. Ông im đi. Mẹ tôi bây giờ bà không cần gì nữa. Ngay cả mạng sống của mẹ tôi, mẹ tôi còn không cần. Còn tôi đã quá tuổi để cần một người cha làm chỗ dựa, dạy dỗ tôi nên người rồi. Kiệt à, ông không đi đúng không? Con hãy cho tôi một... Ông không đi hả? Ông không cậu đi ơi, hả? Cậu ơi, ông cậu không ơi, đi hả? Cậu ơi, cậu ơi, cậu ơi, không cậu đi hả? Tôi xin cậu mà, tôi xin cậu mà. Cậu ơi, cậu muốn giết chết ông ta trong nhà này hả? Ông ơi, ông đi đi. Cậu đang nóng giận lắm. Ông đi đi ông ơi. Nếu mà giết tôi mà làm con thanh thản, tôi sẵn sàng đứng yên để con làm điều đó. Ông ơi, cậu ơi, thôi nè, cậu ơi, ông ơi, ông ơi, tôi xin ông mà ông đi đi. Trong cái lúc dầu sôi lửa bỏng như giờ ông còn nói như vậy nữa. Ôi, tôi lại ông đi khỏi nhà này giùm đi. Rồi chừng nào mà cậu nguội, rồi ông tới đây ông năn nỉ. Nghe nghe, đi đi ông, đi đi ông, ông đi đi. Kiệt à, ông ơi, hãy cho tôi một cơ hội nha con. Đi, đi, trời ơi, đi đi mà, trời ơi, tôi xin ông mà. Chán ghê á. Mỗi lần mà ông Nam ông ra khỏi phòng là giám đốc nhắc khóa máy lại. Rồi mỗi lần giám đốc đi về cũng vậy nữa, đều khóa máy, cất hết hồ sơ giấy tờ vô thì chưa kịp thấy gì hết. Chỉ có thỉnh thoảng là đi ra ngoài đột xuất quá cho nên mới quên khóa thôi mà cũng không có gì trong máy. Vậy chị có vô được hộp thư của công ty không? Được chứ. Hộp thư của công ty mà. Ai chẳng vô được, nhưng mà có điều là chị biết là hai người đó chắc chắn phải có hộp thư riêng. Cái đó thì ai mà không có. Ý là cái hộp thư để mà mấy cái giao dịch bí mật này nè. Cái em cần là chị phải thâm nhập cho được trong đó đó. Đợi chị 1 năm nữa đi. Chị không khóa hacker rồi chị vô chị nhập cho em. Theo như những giấy tờ mà chị với đại Thúy đưa cho em á, nếu như tần suất nhập khẩu của công ty như vậy thì mức độ bành trướng công ty như hiện nay là không thể. Và cái nhà xưởng ở Hóc Môn cũng là một vấn đề. Chị Thư, chị phải hết sức lưu ý những cái chuyện có liên quan đến những khu vực đó cho em nghe chưa? Chị biết mà, chị luôn làm hết sức hết. Cái nào mà chị lấy được là chị lấy, cái gì chị coi được thì chị coi cho em hết. Em yên tâm cái chuyện đó đi, trừ khi nào mà chị bó tay thôi. Thôi được rồi, trễ rồi, chị nhà ăn cơm đi, để nhà đợi, chị cũng đói bụng quá. Ừ, chị Thư em về đây. Ừ. Chị cho em gửi lời chào chú nghe. Ừ, được rồi, về đi. Bao giờ tưởng tượng ra được đó lại là anh. Anh cứ tưởng cả đời này anh tiệt nòi tiệt giống, không con không cái gì.
bỗng dưng có một đứa con ở trong cái tình huống này thì đúng là oan nghiệt. Anh phải xưng tội với nó như thế nào đây? My à, My, My, vậy ông đến đây để làm gì? Cái trò đời tiêu khiển của ông á đã hủy hoại hết cuộc đời của mẹ tôi, mất hết tuổi thơ. Cái thằng này chưa bao giờ có được tình cảm thật sự của một người cha. Còn mẹ tôi hơn 40 tuổi đầu chưa biết được tình yêu thương của một người chồng là như thế nào, mà chưa biết được cái sự nồng ấm của yêu thương một gia đình hạnh phúc là như thế nào. Rồi bây giờ ông tới đây, ông nói là ông chưa bao giờ ông dây dứt, ông chưa ăn năn hối hận hả? Có lúc ông quên nè, thằng khốn. Cô lúc nào cũng coi tôi như là một cái thằng sai vặt, thậm chí như một thằng người ở trong nhà. Cô luôn luôn thụ thế để lỡ như có xảy ra chuyện ly dị thì cô không phải hao hụt tài sản. Sống như vậy sao sống được? Đến một đứa con mà anh cũng không thể nào cho tôi được thì anh còn làm gì ngoài một thằng sai vặt chứ. Anh cũng hiểu rằng nếu như ly hôn thì anh sẽ trở thành kẻ trắng tay. Không lẽ là mất tất cả rồi sao? Tôi cũng tới đây kiểm tra thường xuyên mà. Khi nào có hoàn thành á thì tôi cũng biết là nó như thế nào, đâu có cần anh phải nhọc công mất thời gian đến như vậy. Tại vì tôi muốn anh đến đây kiểm tra lần chót trước khi chúng ta thanh lý hợp đồng. Nếu như anh muốn thay đổi hay sửa chữa ở khâu nào đó thì anh cứ nói với tôi cho thợ làm lại liền. Không, tôi thấy vậy là ổn rồi. Lát hồi ghé công ty tôi đi, tôi sẽ tất toán hết cho anh yên tâm nha. Cảm ơn anh. Thầy thợ lầm lụng cực khổ, chỉ chờ có như vậy thôi đó. Ừ, à anh Hoàng nè, mấy hôm nay thằng Lâm á, nó có đi làm thường xuyên không? Đúng rồi, có đi làm thường xuyên. Cậu Lâm á, là mẫn cán nhất công ty đó. Vậy thì tốt. À, tôi có chuyện này muốn nhờ anh được không? Chuyện gì cậu cứ nói đi. À, tôi định để cho thằng Lâm á, tập sự cai quản Phương Đông. Anh có thể có cách nào giãn công việc bên đó để khi nào tôi cần á, nó có thể về bên đây khi có thể không? Về chuyện này thì tôi nghĩ anh nên nói chuyện trực tiếp với cậu Lâm đi. Chứ tôi cũng đã nói chuyện với cậu ấy trước khi cậu ấy về quản lý gia phá. Còn chuyện sắp xếp công việc và thời gian như thế nào á thì cậu Lâm là người chủ động mà. Nhưng mà anh là sếp ở công ty mà, thì anh có thể chủ động sắp xếp công việc cho hợp lý. Tôi có thể sắp xếp công việc được, nhưng mà còn chuyện tình cảm, cuộc sống riêng tư của cậu Lâm thì làm sao tôi có thể thay thế để quyết định được đâu. Đây là thuốc dành cho bệnh nhân tâm thần thể nặng, dùng cho thời gian điều trị ban đầu. Nó giúp ổn định thần kinh và kiềm hãm những cơn bộc phát, nhưng không được dùng quá nhiều vì tác dụng phụ của nó là gây ngủ lờ đờ. Nếu sử dụng quá thời gian cho phép, nó sẽ gây loạn thần kinh và mất kiểm soát hành vi. Trời đất. Vậy còn số thuốc này thì sao bác sĩ? Cái này cũng vậy, cả hai chỉ là những thuốc áp chế thần kinh, không được dùng quá liều. Vì những thuốc này dùng phải có chỉ định của bác sĩ, vì nó gây nhiều tác dụng phụ. Vậy thì má hai và mẹ của tôi sẽ phải sử dụng số thuốc này trong bao lâu nữa? Ủa, cậu hỏi vậy là sao? Má hai và mẹ cậu là ai? Sao kỳ vậy bác sĩ? Thì hôm trước là bác sĩ đã đưa cái số thuốc này cho mẹ với lại má hai của tôi mà. Ồ, cậu nhầm rồi. Không, cách đây mấy bữa bác sĩ đã tận nhà đưa toàn bộ cái số thuốc này cho má hai và mẹ của tôi, mà còn căn dặn rất là kỹ lưỡng nữa là phải uống thuốc cho đúng giờ. Tôi rất bận nhiều công việc ở bệnh viện, làm sao. Nói như vậy là bác sĩ không có cử một ai đem thuốc này tới nhà của tôi hết đúng không?
Hôm trước mẹ cậu đã đến đây điều trị và tôi thấy đã ổn và cho xuất viện rồi. Cậu nên khuyên bà là tập luyện đầy đủ, ăn uống đầy đủ và tập đi là được rồi. Sao tôi ngu quá vậy ta? Xin lỗi đã làm phiền bác sĩ. Dạ không sao, tuy nhiên cậu nên nói với mẹ cậu là không dùng cái thuốc đó nữa, vì mẹ cậu không có bị thần kinh gì cả. Tôi biết rồi. Vậy cũng khó quá ha. Thôi được rồi, anh về trước đi. Khoảng một tiếng nữa thì tôi có mặt ở công ty, chúng ta sẽ gặp nhau đó. Vậy thôi, chào anh, tôi về trước. Chào anh. Dạ chào. À, bây giờ chuẩn bị tuyển nhân viên thôi. Anh định tuyển bao nhiêu người đây? Cậu không thấy điều gì sao? Nhìn kỹ đi. Dạ. Tôi đã thay đổi rất nhiều so với kết cấu ban đầu. Dạ, thì em cũng thấy như vậy. Nhưng mà bây giờ nó hoàn thành hết rồi, giờ chỉ việc tuyển nhân viên rồi đưa vô sản xuất thôi. Sản xuất cái gì? Cậu định sản xuất cái gì ở đây? Cậu nhìn đi, bộ nó giống một cái xưởng sản xuất đồ gỗ lắm hả? Hả? Nhìn kỹ đi, coi nó có giống cái gì không? Giống nhà ở. Tôi tưởng là cậu phải hiểu chứ. Thôi được rồi, giờ đi về, không cần phải tuyển nhân công nữa ha. Kính thưa Phật tổ, chỉ vì một chút vui thú ngông cuồng của tuổi trẻ mà con đã gây nên nghiệp chướng. Cầu xin Phật tổ hãy trừng phạt con, để cho con của con và mẹ của nó bớt phải đau khổ. A Di Đà Phật. Bao nhiêu bất hạnh, đắng cay, khổ nhục xin hãy giáng hết xuống đầu con. Tội con chịu. Xin Đức Phật Tổ, Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát hãy tha cho con của con. Đừng bắt nó phải gánh chịu phước phần bạc bẽo của một người mẹ tội lỗi như con. Ôi, đẩy xe vô đi. Có chuyện gì mà tôi bay hỏng điện thoại cho tao được, mà phải qua tới tận đây vậy? Có mới qua. Mà không phải chuyện nhỏ đâu nha, chuyện lớn á. Thôi đi nha mấy thằng ông nội, đừng có rủ đi chơi bời nữa đó. Tao tu rồi, để cho tao tu yên đi. Không có đâu mày, chơi bời gì nữa. Bị một phen vậy chưa sợ hay sao? Hả? Tao là chừa rồi đó. Ê mà tụi bay. Gì? Sao bây giờ tao nhìn con gái tao không còn cảm giác nữa mày? Mày đừng nói tao mày bị liệt luôn rồi nha. Tụi bay khỏi lo cho tao đi. Mà tao nghĩ chắc cũng phải một thời gian dài nữa. Khi tao gặp người con gái tao thương, tao mới bình thường lại được. Ủa, mà cái chuyện mà quan trọng mà tụi bay nói với tao là chuyện này á hả? Không phải. Dẹp mấy cái chuyện ăn chơi đó qua một bên đi. Bây giờ trước mắt á là chúng ta phải tập trung làm ăn, hiểu không? Cái gì? Làm ăn? Ừ. Bây giờ tụi mình lớn rồi, cũng phải có cái gì đó làm đúng không? Đúng. Mà tao nghĩ tới cái cảnh mà xách đơn đi xin chỗ này xin chỗ kia chua quá mày ơi. Tao nói với ba tao cái chuyện này rồi, ba tao cũng đồng ý. Nhà thằng Hưng cũng vậy, bây giờ chỉ có mày thôi đó. Tao nghĩ là vậy nè, bây giờ mình chỉ cần chịu làm ăn, có tiền, giống như ông Bill Gates vậy đó. Vậy cái kiểu so sánh đó đi, tao không mơ giống được như ổng, cho nên tao vẫn phải chuẩn bị một nền tảng văn hóa cho thật chắc. Với lại nói thiệt với tụi bay, tao cũng không muốn phụ lòng của má tao. Với lại chế gia sư đã kỳ vọng và tin tưởng cho tao rất là nhiều. Cái gì?
Hồi đó giờ mày học quá trời thầy cô, mày không sợ phụ lòng, nãy giờ đi sợ phụ lòng. Tao nghĩ là vậy nè, bây giờ mình chỉ cần chịu làm ăn, có tiền, giống như ông Bill Gates vậy đó. Vậy cái kiểu so sánh đó đi, tao không mơ giống được như ổng, cho nên tao vẫn phải chuẩn bị một nền tảng văn hóa cho thật chắc. Với lại nói thiệt với tụi bay, tao cũng không muốn phụ lòng của má tao. Với lại chế gia sư đã kỳ vọng và tin tưởng cho tao rất là nhiều. Vậy hồi đó giờ mày học quá trời thầy cô, mày không sợ phụ lòng, nãy giờ đi sợ phụ lòng một cô gia sư qua đường hả? Mày qua đường đâu mà qua đường, thôi đừng nói tào lao nữa. Thôi mày ơi, bây giờ mày học thì mày cứ học, còn cái chuyện thành lập công ty, chuyện mà quản lý cơ bản á thì tụi tao quản lý. Ừ, mày cứ đi học đi, rồi có gì tụi mình sẽ trao đổi qua email hay là gọi điện thoại gì đó, mày hiểu không? Hiểu. Bây giờ á, gia đình tao đã chấp nhận đưa vốn cho tao làm, nhưng mà vốn có hạn. Thằng Hưng cũng vậy, hai tụi tao không đủ mới cần tới mày, hiểu không? Là ba đứa mình chơi chung với nhau từ hồi đó tới giờ, tính tình cũng hợp nhau, cách suy nghĩ nó cũng tương đồng với nhau, chứ lại cũng chả ai ăn hiếp ai hết. Cho nên nếu như tụi mình mà hùng lại làm ăn, chắc chắn sẽ thành công. Nãy giờ hai bay nói vòng vòng tao chưa hiểu gì hết. Nói rõ hơn thử coi chuyện gì. Là vậy, ba tao với lại nhà nó đều đã đồng ý cho tụi tao mở công ty, thì tụi mình cũng đâu có tới nỗi nào, đúng không? Vấn đề là tụi mình chịu cày. Tao muốn làm một cái gì đó lớn lao để cho ba má tao nở mày nữa mày. Kế hoạch là vậy, ba đứa mình sẽ chia ra làm 3 phần, hùng giống nhau, mai mốt có công ăn chuyện làm á cũng sẽ chia ra 3 phần làm bằng nhau luôn. Tao nghĩ nếu tụi mình mà hợp sức lại chắc chắn sẽ thành công. Đó, giờ tao với nó là ok rồi, còn một mình mày nữa thôi. Sao? Sao? Ok không? Anh nói là anh sẽ tới đón em, mà anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Anh có biết là hồi nãy một chút xíu nữa thôi là em leo lên xe của người khác em quá giang rồi không hả? Ủa rồi sao không quá giang người ta luôn đi, chứ đợi anh làm cái gì? Tại anh thương. Thiệt chứ, em cũng đâu ngờ là gia đình của anh có hoàn cảnh éo le vậy đâu. Mà thôi anh cứ suy nghĩ thoáng chút đi. Thật ra ba anh cũng là dạng hy sinh đời bố mà cũng cố đời con thôi. Phụ người đàn bà này một chút, bạc người đàn bà kia một chút, nhưng mà cũng đâu có hại ai đâu nè. Nói với em cũng nói được nè. Thì em chỉ suy nghĩ đơn giản thôi mà. Dù gì đó cũng là ba của anh, đúng không? Cho dù như thế nào vẫn là ba của anh. Mà ba của anh làm tất cả mọi chuyện cũng chỉ là muốn tốt cho anh. Bây giờ anh nên mở lòng với ông ấy thì tốt hơn. Nhưng mà nếu như mà anh nhận mọi thứ từ ông ấy một cách vui vẻ như vậy á, thì anh cảm thấy có lỗi với hai má của anh lắm. Ông đã gây ra biết bao nhiêu là điều đau khổ đối với mấy mẹ con của anh rồi. Bây giờ ông có đem qua bao nhiêu tiền bạc hay là bao nhiêu của cải vật chất đi chăng nữa cũng không thể nào bù đắp nổi đâu. Em nghĩ á, cho dù lỗi lớn tới cỡ nào mà người ta đã thành tâm muốn xin lỗi á, thì mình cũng nên bỏ qua. Chứ anh và mọi người có cố chấp để làm được cái gì đâu. Rốt cuộc mối quan hệ của tất cả mọi người chứ đi vô ngõ cụt, đúng không? Mà anh thấy chuyện vậy em cũng suy nghĩ thoáng là đơn giản quá ha. Tao hiểu rồi, quá hay, tao ok. Tao cũng đang muốn chứng minh cho mọi người thấy là tao đã thay đổi, đã trưởng thành và chín chắn hơn trước, biết suy nghĩ cho cuộc sống tương lai sau này. Được rồi, tao sẽ hùng với tụi bay hai tay hai chân. Hùng tiền với hùng hai tay hai chân chi ba. Mà nè, muốn chứng minh cho ba má mày thấy hay muốn chứng minh cho cô gia sư bé nhỏ thấy? Nữa, thằng nào cũng đàn ông, lớn hết rồi đừng có bà tám giùm tao cái. Chuyện ai nấy lo đi, nghe chưa? Nè, anh có cái này muốn hỏi em nè. Nếu như giả dụ, chỉ là giả dụ thôi nha. Một ngày nào đó có một người á, họ phản bội em, họ làm cho em đau khổ, thì em có dễ dàng tha lỗi cho họ? Em sẽ đối xử tốt với người đó, tốt thật là tốt, để cho người đó cảm thấy là trên cuộc đời này không có ai đối xử tốt với người đó bằng em hết. Chính vì họ cảm thấy như vậy, họ sẽ không có cơ hội để phản bội em.
nói chuyện làm giống như mình là xoáy ca không bằng á. Không xoáy thì cũng là tướng, mà là tướng to nữa kìa. Không biết phải tướng to không hay là mấy cái binh chót á. Trời, lúc đó chắc tôi quê chết luôn á. Dạ, chú có khách. Tôi biết rồi. Tôi cần nói chuyện riêng với bác sĩ. Dạ. Anh Sáng. Bác sĩ cứ ngồi. Ông này giới thiệu là bác sĩ điều trị của dì Hai. Vậy thì ông có liên quan gì tới ông Sang? Có chuyện gì vậy anh? Bác sĩ cho họ uống trong bao nhiêu lâu rồi? Dạ, em đưa 2 lần. Mỗi lần uống 1 tháng. Bác sĩ có thể nào tăng liều cao hơn được không? Và cho họ uống kéo dài ngày ra. Không được. Thuốc này uống nhiều kết hợp với hàm lượng cao có thể gây biến chứng, làm tê liệt thần kinh thực vật, chưa kể bị teo cơ nữa. Hậu quả là như thế nào? Hậu quả là người dùng sẽ bị mệt mỏi, vận động khó khăn, nặng hơn là sẽ nằm liệt giường. Có chết người không? Nếu như ngừng thuốc thì sẽ không sao, nhưng phải hồi phục tích cực, nếu không thì... Nếu không chết người là được rồi. Bác sĩ cứ tăng đô lên cho họ đi. Nhưng em... Bác sĩ à, tôi chỉ cần cho họ nằm im, để cho tôi rảnh tay lo cho thằng con của tôi. Tôi không có giết họ đúng không? Nếu như để họ nhẫn nhơ như vậy, thằng Lâm sẽ không toàn tâm toàn ý mà lo cho công việc đâu. Bác sĩ cứ làm theo ý tôi đi, tôi sẽ trả lương gấp đôi. Dạ, nhưng khi nào em thấy đủ em sẽ cho họ ngưng thuốc. Khi nào họ ngưng thuốc, tôi sẽ báo cho bác sĩ biết. Bác sĩ đừng có áy náy gì hết. Dạ, em hiểu ý anh rồi. Bác sĩ có thể về, mà nghe dặn nè. Tuyệt đối không để cho bất kỳ ai bắt gặp bác sĩ ở căn nhà đó. Rõ chưa? Không lẽ mình cứ tiếp tục đẩy những người đàn bà đó vô đường cùng chỉ để giành lại con trai của mình sao? Mình không sợ bị trả giá sao? Alo. Em nghe nè chị Thư. Lâm ơi, chị mới nghe được chuyện này động trời luôn nè. Ông Sang á, ổng đang âm mưu hại dì Hai với dì Đông. Thiệt như vậy hả chị? Thiệt. Như vậy là những nghi ngờ của em về ông ta là đúng. Em biết rồi. Tại sao ông ta không biết dừng lại, không biết quay đầu lại? Tại sao ông ta muốn hại hai người mẹ khốn khổ của mình tới cùng thì ông ta mới chịu? Thiệt tình mình cũng không thể nào hiểu được. Mình có một người ba độc ác như vậy. Bây giờ mình phải làm cách gì để ngăn chặn ông ta lại đi? Được 800 mấy á. Bữa nay lời khá nha. Thiệt là tiếc, đã bỏ phí không biết bao nhiêu thời gian đó má. Phải chi mà má con mình ra buôn bán sớm á, thì bây giờ có khi á, mình có nhiều tiền để xây nhà giống như vậy Hai vậy á má. À, con nói xây nhà má mới nhớ nè. Chắc chắn là
cậu Sáu con có hùng tiền vô vụ xây nhà đó. Tại lúc trước con hai mà làm nhà, má thấy cậu Sáu ba cứ chở đi chở về, à, mua này mua kia, chẳng lẽ chở đi không, không bỏ tiền vô, đúng không? Thôi kệ đi má ơi, cậu muốn làm gì thì cậu làm, dù gì á thì cậu cũng phải lo cho vợ tương lai của mình chứ. Má đó, đừng có ý kiến ý cò, rồi má công cậu giận hờn bỏ đi, mất hết tình chị em. Nói vậy thôi, thì về vợ của nó muốn lo gì nó, à, nó cứ lo đi, má đâu có quan tâm đâu. Trời ơi, tiền đâu nhiều vậy, đếm phụ ra. Thôi. Hả? Gì đâu mà linh dữ, mới nhắc cái xuất hiện liền. Thôi được rồi, tiền cứ cậu đếm, tiền tôi đếm, khỏi lọt đâu hết á. Bữa nay lời cũng được kha khá. À, chỉ có bực mình chút xíu, có mấy con mẹ kia kìa. Tới hả, lựa tùm lum la, mua thì ít, mà làm dập rau nhiều. Cuối cùng chị phải bán rẻ cho người ta, chứ không còn lời nữa đó. Ừ. Lần sau chị gặp mấy con mẹ đó, chị sẽ đốt phòng lông, đuổi mấy mẹ đi, không cho mấy mẹ mở hàng nữa. Bực mình. Trời ơi, khách khứa thì phải có người này người kia, mình buôn bán thì phải chịu nhịn chút đi. Tại cậu Sáu không biết á, chứ lúc này má con dịu dàng dữ lắm. Thôi, cũng may bà sống ở cái đất này á, khí hậu hài hòa cho nên con người cũng hiền lành. Thử bỏ bà ngoại sống coi, trời đất ơi, trước sau gì bà cũng thành cái bà bán rau chửi, khét tiếng thiên hạ cho coi à. Cậu làm như tôi không biết vậy, hả? Ở đây á, mà ha, giống như ngoài đó hả? Thiên hạ đập cho gãy răng, không còn cái nào ăn cháo nữa. À, cũng biết ha. Họ không cần đập, chỉ cần á, họ không mua bán với má nữa thì má ắt phải ngậm miệng ăn tiền thôi. Mà biết chứ sao mà không biết. Má chỉ thích á, bỏ vậy mới nói má yêu tiền lắm. Mà những đồng tiền á, chính mồ hôi nước mắt mình làm ra mới quý, đúng không? Đúng rồi đó. Sao tới bây giờ con mới cho má hay vậy hả Lâm? Dạ, con cũng mới biết đây à. Nhưng mà con ghìm lòng, không dám nói cho má biết. Con sợ khi mà con nói ra, má lại sốc. Lúc đó má càng bệnh hơn nữa đó. Sốc cái gì mà sốc? Cuộc đời của má sốc hết chuyện này tới chuyện kia, riết rồi má lì rồi. Mà cậu thấy chưa, tâm địa của nó độc ác quá mà. Bây giờ nó còn muốn giết luôn má nữa đó con à. Má Hai, má có tin con không? Sao con hỏi vậy? Má không tin con, má tin ai hả Lâm? Vậy má hứa với con một điều nha, là má đừng có nói cái chuyện này cho bất kỳ ai biết hết. Ê trời đất ơi, sao không nói? Trời ơi, con phải cho má nói chứ. Đáng ra con phải để cho má la làng lên nữa kìa, để cho công an tới á, còng nó rồi bỏ tù nó mọt gông chứ, sao con không cho má nói hả Lâm? Con... Rồi, má hiểu rồi. Con còn nể tình nó là thằng cha của con đúng không? Không phải đâu má, nếu như vậy thì đơn giản quá. Với lại cái số thuốc đó cũng đâu có đủ kết tội đâu. Với lại mình cũng đâu có chứng minh được rằng cái số thuốc đó là từ ông ta đâu. Bởi vậy ông ta không có dễ dàng lọt lưới đâu má. Má, con có cách của con mà. Ta nói nó đi làm cho người quen, mới đi làm thôi mà không biết nó làm lâu dài được hay không thôi. Công việc của Thư chắc bận rộn dữ lắm ha bác. Có mấy lần con điện thoại cho Thư nhưng mà toàn lúc Thư bận không à. Con nhỏ này tính như đàn ông á mà. Nó đã không làm thì thôi, mà làm á là phải tới nơi tới chốn, cho nó đàng hoàng nó mới chịu. Rất là siêng năng, rất là rõ ràng. Đi làm về á là tối mịt, mệt rồi ngồi thừ người ra không mà con ơi. Điều này chắc mai mốt cho về khỏi đi làm luôn quá. Hả? Nói gì vậy? À, dạ không có gì. Cách gì con nói cho má nghe coi, con tính làm sao? Con muốn ông ta trở về đúng điểm xuất phát, trước khi mộng ấy mướn người hại mẹ con. Mai, con muốn cái chuyện này chỉ có con với má Hai biết thôi. Má đừng có nói cho bất kỳ ai nha má. Má, má giúp con nha má. Sao má không có hiểu gì hết đó Lâm? Nhưng rồi cái đống thuốc đó với thằng cha bác sĩ con tính làm sao nè? Dạ, nếu như mà thằng cha bác sĩ đó lại đây nữa thì má cứ nhận hết số thuốc đó đi. Nhưng mà má đừng có uống, rồi má gom toàn bộ số thuốc ở lại, má đưa cho con. Còn ngày mai á, con đưa má đi khám tổng quát thêm một lần nữa, rồi xin thuốc khác của bác sĩ uống, để cho má mau hồi phục. Sẵn tiện con hỏi xem mẹ con sẽ uống thuốc gì để giải hết những loại độc tố đó. Lâm ơi là Lâm, cái chuyện gì con bằng tính sao con phải nói cho má biết chứ. Có chuyện gì má còn tiếp tay với con. Con mà tính chậm một cái ha, nó tới tận đây nè, nó thủ tiêu luôn má, lúc đó mất xác. Lúc đó cho con tính ha. Nếu như vậy á, má gọi điện hẹn bác sĩ đó, xem ngày nào giờ nào cũng đến đây đưa thuốc cho má. Rồi lúc đó má gọi điện báo cho con biết.
Dạ má. Vậy được đó. Thì này má phải cho tụi nó chết hết cả lũ mới được. Gian ác quá cậu. Ủa, thưa ba, con mới về. À, nè, bạn của con chờ con nãy giờ đó. Dạ. Vô nói chuyện với bạn con đi nha. Dạ, ba đi nấu rồi. Cơm nha. Dạ. Chào bác. À, ngồi chơi. Nấu cho ba người ăn nha ba. À. Ủa, sao không vô nhà ngồi? Ngồi ở ngoài này giống như là... Cho chờ chủ về đúng không? Dạ, con chào Duy Tư, chào chú Sáu. Ờ. Chào má, con chào cậu Sáu. Làm chở chị Thúy về kìa má. Tao đâu có đuôi. Ờ. Hai bay bữa nay về sớm dữ ha. Dạ. Dạ, hôm nay được về sớm. Nhưng mà tại vì á, Lâm mà muốn ghé nhà mình á, để... Chi vậy? Ra mắt bà con nội ngoại hai bên hả? Hả? Trời đất ơi, con nhỏ này cái miệng tôi tướp không tướp à. Làm giống như đàn ông con trai của người ta không biết bắt cỡ không bằng á. Đàn ông hay con trai? Cái chuyện đó tôi có cần phải nói với cô không? Dạ, con xin phép dì Tư, xin phép chú Sáu cho con chở Thúy đi công việc một chút. Ờ. Ờ thì muốn chở đi đâu con cứ chở đi, cần gì quanh về đây xin chi mất công. Trời ơi, con cái giờ á, thời buổi giờ muốn đi thì nó đi. Tới mà không gọi trước vậy trơn á, chờ là phải rồi, mốt tới gọi tôi nha. Biết rồi, nè uống đi. Ôi, tôi thấy giống như là tôi tới lộn nhà hay sao, nhà của Kiệt chứ không phải nhà tôi á. Giỡn hoài. Ủa mà nghĩ sao vậy? Nhậu hả? Làm gì đem đi chút xíu vậy? Nè, uống ly của tôi luôn đi. Mấy hôm nay á, có nhiều chuyện xảy ra lắm. Nhưng mà không có người để nói. Vậy có thích nói với tôi không? Thích, thích thì mới qua đây nè. Nhưng mà sợ công việc của Thư bận rộn cho nên không có dám điện hoài. Ủa thì đừng có điện từ lúc 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Nhưng mà Thư mệt rồi sao? Cũng giống như vậy nè. Ủa ngồi nói chuyện thôi, mắc gì mệt. Cái gì vậy? Nói đi tôi nghe nè. Chuyện vui hay chuyện buồn? Nói đi. Nè, 2, 3. Nếu vậy á thì Kiệt sẽ kể chuyện vui trước nha. Ừ. À, đâu có cần nói với ông bà cha mẹ biết gì. Chỉ có khổ ông bà cha mẹ già ngồi ở nhà với biết chắp tay cầu trời khấn Phật cho đi bình an rồi không có bị ai hại. Dạ Thúy mà đi với con thì không ai dám làm hại Thúy đâu. Cậu có đảm bảo chắc chắn rằng cậu không biết nó thành người bị hại không? Trời, dì Tư hỏi cái đó con cũng khó trả lời thiệt á. Nhưng mà bộ dì Tư nhìn mặt của con gian dữ lắm hả? Không có đâu, thằng này tôi biết nó quá mà, nó dễ thương đàng hoàng hiền lành lắm. Chính cái chỗ đàng hoàng hiền lành dễ thương mới dễ lừa người ta nữa. Ôi con bà không lừa người ta thôi bà ơi. Con nghe cậu Sáu nói xấu gì con á? Thì tao nói cho thằng Lâm nó cảnh giác mày ơi. Trời, chú Sáu làm như con dễ dụ nó không bằng á. Tại con với Thúy làm chung công ty với nhau nè, nên lâu lâu con chủ động rủ Thúy đi uống cà phê rồi mình nói chuyện cho nó tạo mối quan hệ trong công việc. Thôi, có gì đâu. Đứng đây giải thích vòng do tam quốc gì nữa, có đi đâu đi lẹ đi, rồi về sớm. Con gái nữa rồi đừng có đi về khuya quá nha. Dạ, tại con muốn chở Thúy về đây để xin phép về Tư một tiếng. Chứ lỡ hai đứa đi về trễ quá, cả nhà mình lại lo nữa. Ờ, thôi thôi đi đi, mà ráng bảo trọng nha, đường xá bây giờ nó nguy hiểm lắm á. Dạ, con cảm ơn dì Tư, con cảm ơn cậu Sáu. Gì vậy mày? Tự nhiên nãy giờ chú đã đi giờ chuyển qua cậu Sáu là sao? Dạ. Ý gì? Có ý gì đâu, thì anh Lâm anh nói theo con thôi. Ủa nói là gì của mày thì không phải theo ý mày. À, vậy thôi để mai mốt con gọi cậu Sáu là ba luôn đi cho nó dễ. Cái thằng này công nhận nó hiểu đời thấy sợ luôn á. Ê nè, có về bển á, nhớ nói với má hai mày. Dạ. Ngày mai ba Sáu á chở hàng cho khách xong, ba Sáu chạy qua tập đi cho má hai mày, nhớ chưa? Dạ con biết rồi ba. Con đi nha, con đi. Đi về tới. Ê đứa đi chơi vui vẻ ha. Dạ. Anh đi nha. Nè. Đi chạy cẩn thận nha.
Con á, ngồi với ôm lại chứ coi từng té nghe chưa. Trời ơi, mấy cái này mắc khỏi dạy nghề con. Mày lanh. Thôi à. Cài cái nó nguy hiểm lại đàng hoàng. Hai đứa thấy thường ghê. Không biết đến chừng nào con mới có một hàng xe ôm miễn phí vậy đây. Trời ơi, con là con của má, con đừng lo chuyện đó ha. Mai mốt mà trai xếp hàng dài từ đây ra tuốt ngoài kia đó, tha hồ cho con lựa muốn ôm thằng nào thì ôm. Con không có tham lam vậy đâu, con chỉ cần có một thằng thôi mà còn không có nè. Kiệt với đám bạn của Kiệt á đang hùng hạp để mở công ty. Thiệt hả? Thiệt. Bây giờ á, Kiệt muốn là một người có sự nghiệp, có gia đình ổn định như những người bình thường khác. Đó giờ bớt bình thường hả? Lúc nào cũng giỡn được hết á. Kiệt sẽ cố gắng xây dựng công ty này thật vững chắc. Lúc đó Thư về làm với Kiệt nha. Không biết nữa. Tại hiện tại tôi đang làm công ty này á, là công ty của người quen luôn. Cho nên đâu thể nào nói mình bỏ đi là bỏ đi. Nhưng mà không biết làm ở đây bền không nữa. Tại vì cái công ty gì mà đủ thứ chuyện hết. Mệt lắm. Bất cứ lúc nào mà Thư muốn á, cứ về với lại công ty của Kiệt, Kiệt luôn hoan nghênh. Nhưng mà nè, không có được làm ở những công ty khác nữa đó nha, hứa đi. À, biết đâu mai mốt tôi về công ty Kiệt không còn rồi sao? Đó, nói xui không à. Được rồi, Kiệt hứa sẽ xây dựng công ty này thiệt là vững chắc, để cho Thư có lòng tin Thư về với Kiệt được chưa? Xuất sắc. Nói như vậy là tôi thấy chắc cú rồi đó. Làm đi. Cảm ơn Thư đã tin Kiệt nha. Ừ. Mới có một chuyện à. Mẹ Kiệt ly dị với ông ấy rồi. Theo Kiệt, đó là chuyện vui hay chuyện buồn? Mừng, vì mẹ của Kiệt cũng đã tìm được người sinh ra Kiệt rồi. Vui không? Mà công nhận nha, gẫm lại thấy mình cũng có phước ghê ha. Coi người ta không có ra gì. Đó vợ ghét người ta, kiếm chuyện đánh đập vậy người ta không để bụng. Vậy mà còn giúp đỡ cho mình làm ăn nữa. Cầu trời cho làm sao á, thằng Lâm thương con Thúy thiệt đi. Thì anh Lâm phải thích chị Thúy cho nên mới rủ chị đi ăn kem chứ má. Ủa mày nói gì? Sao tôi nhớ con nhỏ này nó ghét ăn kem lắm mà. Trời ơi, tại vì không có tiền ăn cho nên nói vậy cho đỡ thèm thôi cậu ơi. Chứ kem ai mà không thích, mút đã thằng chết. Nhưng mà cái con này hậu đậu lắm, tôi lo quá. Mày lo cái gì? Thì bây giờ Lâm làm sếp lớn rồi, còn con này á, cư xử hậu đậu lắm. Nên tôi sợ nó cư xử không phải phép làm cho thằng Lâm giận. Ôi bà. Coi như xong phim rồi đó. Ôi thôi đi bà ơi, người ta có học có hành đàng hoàng. Trời ơi, đâu phải là muốn giận giận không không đâu. Lo ba chuyện tầm xàm không. Thì chính như vậy tôi mới lo. Thì con thấy nhà mình không có gì hết. Lúc trước nó giúp cho Thúy học cái lớp gì bổ túc nghề vậy đó. Bởi vậy nó mới có được cái việc làm. Chứ không thôi cả đời mấy mẹ con bán rau. Chết luôn quá. Trời ơi, làm gì chết. Bộ bán rau, bộ là cái nghề thấp hèn lắm hay sao vậy? Người ta bán rau kìa. Nhưng mà người ta nuôi cả nhà, nuôi con học đại học, nuôi người bệnh ở trong bệnh viện. Còn cao quý hơn biết bao nhiêu người nữa kìa bà ơi. Hiểu rồi, từ từ từ, tôi lỡ lời cậu ơi. Trời ơi, tôi nói bán rau đây là nói má con tôi. Chứ tôi có nói động chạm tới ai kia đâu, tự nhiên lồng lộn đi trời. Mấy mốt làm vợ rồi chắc là đội lên đầu, không ai dám dòm luôn quá. Trời ơi, vợ tôi đội chứ không để tôi đội vợ hàng xóm. Không, mẹ Kiệt buồn dữ lắm. Mẹ Kiệt nói làm sao? Mẹ nói mẹ gặp rất là nhiều chuyện, cho nên bây giờ mẹ muốn lên chùa làm công quả. Rồi Kiệt có để cô đi không? Trời đất ơi, sao tự nhiên để cô lên chùa? Thư không hiểu đâu, mẹ Kiệt khổ nhiều lắm. Thôi được rồi, nói chung là tâm nguyện của cô muốn như vậy á thì cứ để cô làm thôi, không thể nào cản được hết. Nhiều khi lên đó cô cảm thấy thoải mái, thư thả hơn. Còn vấn đề của Kiệt bây giờ á là phải lên thăm mẹ nè, kể chuyện vui cho mẹ nghe nè, kể mấy chuyện kiểu như là mình sắp mở công ty với bạn, rồi chuyện mình sắp trở lại cuộc sống giống người bình thường, chuyện ABCDEF gì đó, chuyện gì mà nó vui vui á, kể để cho mẹ thấy vui, mẹ thấy yên tâm về mình. Mẹ của Kiệt á mà biết Thư gọi bác ấy là mẹ, mẹ của Kiệt chắc sẽ vui lắm á. Thì đừng có tưởng bỡn nha. Sao?
Thì tại vì tôi đang nói chuyện với Kiệt cho nên là tôi mới xưng hô vậy. Chứ bình thường ai gọi gì kỳ à. Cái vấn đề Thư nói là chuyện của Thư, còn Kiệt nghĩ là chuyện của Kiệt mà. Lúc nào cũng vậy. Cũng vậy, mới là người chung thủy đó. Chứ Thư mà gặp hả người lúc này lúc khác là Thư mệt cho coi. Thôi, tám về đủ rồi, Kiệt về nha. Chào ba giùm tiếng. Mới gọi là gì á? Thì người ta gọi mẹ của tôi bằng mẹ, thì tôi gọi ba của người ta bằng ba thôi, có gì đâu bất ngờ. Kiệt thưa ba về kìa ba ơi. Trời ơi, mệt ghê. Tiền có ai nói gì đâu, tiền cái lòng lộn lên làm chị em mất đoàn kết cây lộn nhau. Tao lo đây á là cái bằng cấp con Thúy nó kém bằng Lâm, rồi cư xử không phải phép. Đã vậy quan trọng nhất cái nhan sắc của nó không bằng tao hồi xưa. Bởi vì thằng Lâm mau chán là bỏ nó chết luôn á. Đó đó đó, mày thấy không? Mày thấy không? Trời ơi, mày thấy bả không? Lo ba chuyện tầm xàm đâu không. Thằng Lâm á là cũng là xuất thân là cái người lao động, cũng từ cái gia đình nghèo ra, người ta không có quan trọng cái bề nổi bên ngoài đâu bà ơi. Lo cái gì đâu không? Cái vấn đề là con Thúy kìa, làm sao mà nó sống là phải chân thành thật lòng tận tụy với người ta là được rồi. À. Tận tụy thật lòng hả? Trời ơi, cái gì có thừa, lòng ruột gan tim thể phổi nó có thừa đầy đủ. Trời ơi. Cái đó không có chết sao mày? Tao bó tay với bả rồi đó. Trời ơi, má nói gì mà trớ quớt vậy má? Ý cậu Sáu nói á là mấy cái đó là mấy cái đức tính của con người, mà má làm đem mấy cái bộ phận của cơ thể ra má nói là sao? Thôi mày ơi, mày giải thích chi cho bả cho mệt. Tao nói thiệt bả, từ nhỏ tới lớn bả có bao giờ bả biết là chân thành thật lòng tận tụy với ai đâu. Thôi nè, cái này cậu nói quá nè. Cậu làm tôi á là chỉ có cái chân giả, sống dối lòng, không biết suy nghĩ nè. Làm gì làm, tôi cũng chỉ là con người bình thường, thì cũng có những suy nghĩ bình thường. Khi tôi ghét thì tôi nói tôi ghét, tôi thương tôi nói thì tôi thương, thì sống một cách bình thường nhất. Chứ chẳng lẽ gì cậu muốn tôi sống giống ai? Chẳng lẽ là đi giống hai bán ra hả? Chứ trời ơi, xấu quá. Trời ơi, soi gương đi má. Trời ơi, gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai xấu được dường như tư. Xấu gì ta? Nói bà ơi. Xấu nè. Cậu cháu mày hù ăn hết ta hả? Đứng lại, đứng lại. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin Phật tổ về chứng giám lòng thành của con. Chúng con đã bán hết gia sản để cúng dường, mong tìm được đứa con gái. Nhưng giờ này nó đã trôi dạt nơi đâu? Mô ngày xưa vì lỡ dạy con đã xua đuổi nó đi, đến khi hối hận thì không còn kịp nữa. Vợ chồng con chỉ có một đứa con gái này, mong Phật tổ hãy chứng giám cho con tìm lại đứa con gái trương vũ giang mi của mình. Gái mình trước khi chết. Ba. Mẹ. Ba. Con ơi. Là... Trời ơi, con. Con ngóng ai vậy? Ngóng thằng Lâm, con Đông hay là ngóng thằng Sáu Ba Gác? Cái thằng Ba Gác á thì bây giờ nó đi chở hàng cho người ta rồi. Còn mẹ con Đông á thì tía biết rồi đó. Vô đây ngồi. Biết làm sao hả? Tụi nó đi rồi á thì biết giờ nó về, hơi đâu mà ngóng nó. Trời ơi tía ơi, bộ tía không thấy nhà mình mấy ngày hôm nay sao? Mẹ con Đông á như mặt trăng với mặt trời vậy đó. Con Đông nó cứ tránh mặt Lâm hoài à.
Sao vậy? Thì cũng cái chuyện của thằng Lâm, nó đi làm trong công ty của thằng cha nó đó. Con Đông nó không chịu chứ làm sao. Ê, thế thấy cũng hơi khó ha. Chuyện thằng Sang làm ngày xưa đó, ai mà tha thứ cho được. Nhưng tội cho thằng Lâm, từ nhỏ tới lớn tới giờ nó không có nhìn được mặt cha nó. Bây giờ có cha nó rồi, phải cho nó nhìn chứ. Ngày xưa vì tức giận để lỡ hôn ước và đại phát, cho nên ông cứ cằn nhằn mãi, rồi làm khó làm dễ trong cái chuyện làm ăn. Nhưng mà cái chuyện nó chưa có nguôi ngoai, ba mới hay tin là bạn của con á, là nói là con bị một cái đám thanh niên xa lạ nào đó làm bậy, cho nên á, vừa xót vừa tức giận, không chịu nổi cái sự dèm pha của hàng xóm, nên ba má phải đành bán nhà đi nơi khác. Ba con giận con tới mấy năm trời. Thời kỳ đó ổng làm ăn thất bại, ổng nhớ tới con, lên Sài Gòn chỗ biệt thự con ở thì tìm con không có ở đó, không biết con ở đâu mà tìm nữa. Lỗi là ơi con, lúc đầu anh Sang chưa có kinh nghiệm ở thương trường, cho nên số vốn ban đầu ba má cho đã làm ăn thua lỗ. Con thấy anh cần vốn để làm ăn, con lén ba má bán căn biệt thự đó để cho anh có tiền khởi nghiệp lại. Lúc con dọn đi cũng không có để lại địa chỉ cho chủ nhà mới. Một phần vì nghĩ ba má cũng chưa đâu có tha thứ cho con, nên con cũng không dám tìm về. Thời gian sau con nghĩ mọi chuyện đã nguôi ngoai rồi, con có về tìm lại ba má. Con tìm về thì nghe nói là ba má đã bán nhà dọn đi nơi khác, không ai biết địa chỉ ở đâu hết.